Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với chuỗi video hướng dẫn về phát âm trong group Mẹ học tiếng Anh thì con. Em là Thanh Huệ, rất hân hạnh được đồng hành cùng với mọi người trong một chặng đường mới, đó là chặng đường về phụ âm ạ. Trong chặng đường về phụ âm này thì như em cũng đã chia sẻ từ các video trước, nó sẽ là một con đường dễ đi hơn, nhẹ nhàng hơn với mọi người rất là nhiều. Và như mọi người đã thấy hôm nay em đã thay một cái tông màu rất là ngọt ngào và đáng yêu để dành tặng những cái thành quả ngọt ngào này dành cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ có bài thứ 11, đó là âm và âm b. Vậy hai âm này giống nhau và khác nhau thế nào và nó có hay bị nhầm lẫn hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài nhé. Ok, trong âm đầu tiên chúng ta có phụ âm. Đây là một âm vô thanh. Vô thanh là gì? Là khi mọi người phát âm ra thì nó chỉ có ra luồng hơi thôi chứ nó không ra âm thanh. Cổ họng của chúng mình sẽ không rung ạ. Để âm này tốt thì sẽ bắt đầu mọi người sẽ mím hai môi, sau đó bật mạnh và đẩy hơi ra. Âm này thì khá là dễ và mọi người có thể tập luyện bằng cách là để một cái tờ giấy A4 ở trước mặt và mình sẽ bật hơi ra, khi nào mà thấy cái mép tờ giấy nó bay phấp phới thì khi đó cái hơi mình ra là đã ok rồi ạ. Hoặc là mọi người có thể để tay ra trước mặt như thế này thì mọi người cũng thấy là cái luồng hơi nó đi vào tay rất là nhiều ạ. Vâng, chính xác ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào theo các âm này ạ. Đầu tiên từ này gồm có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm đầu tiên. Với âm đầu tiên mọi người sẽ nhấn mạnh, âm đằng sau thì sẽ đọc nhẹ đi ạ. Ở đây mình có phụ âm ghép là pr, pr. Cứ có âm r thì mọi người chu môi lên giúp em một xíu nhé. Pre, pre, pretty, pretty. Âm y này đọc nhanh dứt khoát ạ. Pretty, pretty, good, pretty. Next, chúng ta có sang âm này, âm e, pen. Pen. Good. Next. Âm này là âm mình có âm pool. Pool. Âm o, chữ l, âm l lưỡi đưa lên chân răng trên ạ. Pool. And next. Vẫn là âm pool. Tuy nhiên nó có cái âm cuối là âm s dài. Âm s dài thì miệng của mình giống như đang nói chữ xuýt ạ. Shh. Push. Push. Good. Bây giờ sẽ cùng đọc lại với em nhé. Pretty. Pen, pull, push. Good. Bây giờ mình đi tiếp sang slide tiếp theo nhé. Vẫn là âm trong từ put, put, put. Nhớ bật âm cuối ạ. Tiếp theo âm từ này thì nó sẽ có hai âm tiết, và chú ý âm y dài ạ. Pit, pizza, pizza. Pizza, trọng âm rơi vào âm đầu cho nên âm đầu sẽ đọc nhanh rất sẽ đọc to hơn lên, nhấn mạnh hơn lên ạ. Pizza, âm y dài kéo dài hơn ra một xíu ạ. Pizza. Good. Từ tiếp theo có âm p, tuy nhiên chú ý số 3 và dấu hai chấm mình uốn lưỡi lên giúp em ạ. Per, perfect, fit. Trọng âm nhấn vào âm này cho nên âm này sẽ đọc cao và to lên dặn. Perfect. Perfect, chính xác ạ. Next, và từ này có âm A, pl, pl, đẩy hơi mí môi vào, pl, place. Ok, bây giờ cùng em đọc lại nhé. Put, pizza, perfect, place. Ok, mọi người đang làm rất tốt ạ. Next, chuyển qua phần luyện tập ạ. Phần luyện tập ngày hôm nay thì chúng mình có hai từ đó là pretty, pants, pretty pants, perfect, place, practice. Is a perfect place to practice. Is a perfect place to practice. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua âm tiếp theo. Phụ âm thì khá là dễ nên em đi nhanh mọi người nhé. Phụ âm này, đó, chữ b, giống chữ bờ trong tiếng Việt. Tuy nhiên mình sẽ không đọc là bờ mà mình sẽ chạm hai môi vào nhau và bật nhanh hơn ạ. B, b, b. Hai môi chạm vào và bật nhanh ạ. B, b. Âm này thì ngoài hơi ra thì chúng ta còn có âm thanh đi ra. B, b. Mọi người thấy rằng là hầu như khi mà đưa tay ra sẽ không cảm nhận được cái luồng hơi nào mấy, bởi vì thừa âm thanh nó sẽ ra nhiều hơn rất là nhiều. B, b. Trong từ b, book, book. Có âm ở cuối mọi người nhé. Tiếp nào, b, b, big, big.
âm g mình bật nhẹ nhàng, âm y đọc nhanh, y big g bật nhẹ nhàng. Tiếp theo b b black b b black b b bear b b bear, vì có liên quan đến chị gấu cho nên đã cố tình chọn một cái hình rất là cute đáng yêu giống chị. Ok, đọc lại cùng em cái slide này một lần nữa nhé. B book b big b black b bear. Next sorry, và tiếp theo phụ âm b mình có b best best b baby baby bật dạng b baby b bird âm bird âm cuối d. Và tiếp tục từ này thì trọng âm rơi vào âm đầu tiên, mọi người nhớ nhấn mạnh âm đầu tiên ạ. Baby, à sorry, babble babble babble. Và tập lại với em một lần nữa nào. Best baby bird babble. Good. Và mình sẽ sang slide tiếp theo mọi người nhé. Trong từ b, r, chu môi lên ạ. R, bring b, build build b, beautiful. Từ có ba âm tiết ạ, nhấn mạnh cho em âm đầu tiên ạ. Beautiful beautiful. Và từ cuối cùng ạ, b, bar b, bar. Đọc lại cùng em một lượt nữa nhé. Bring build beautiful bar. Good. Next. Rồi, tiếp theo mình sẽ có phần này, đó là b beach beach, có âm ch, miệng giống như đang nói chữ xùi ạ. Beach. Và từ tiếp theo đó là br br, trong từ library library, trọng âm rơi vào âm đầu nhấn mạnh nên giúp em ạ. Library. Okay. Và từ cuối cùng b b bed, đọc lại cùng em một lượt nữa nhé. Beach library bed. Great. Rồi, và mình sẽ sang cái phần practice cuối cùng đây ạ. B baby b bird a baby bird b bill b bringing b books b library. Bill is bringing books to the library. Bill is bringing books to the library. Đó là toàn bộ nội dung của hai phần practice. Và bây giờ chúng ta sẽ dần so sánh lại. Đó là âm và âm v. Một âm vô thanh và một âm hữu thanh. Vô thanh là nó chỉ có luồng hơi đi ra mà không có âm thanh. Còn âm hữu thanh là nó sẽ có âm thanh đi ra và nó rung cổ họng. Mọi người chú ý quan sát về hai âm này nhé. Em sẽ tập luyện lại một lần nữa. Pen b b bed. Ok, hai phụ âm khá là đơn giản, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người, hoặc là mọi người vô tình, mọi người nhìn nhanh quá nó bị quên ấy, thì mọi người hay đọc ví dụ từ này là band hoặc từ này là pet. Thì chú ý ạ, mình nhìn kỹ vào âm này và mình liên tưởng lại cái bài học ngày hôm nay. Pen pen bet bet để đọc cho chính xác nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video phụ âm tiếp theo. Goodbye, see you next time.